các chủ táo bón cho bà bầu không ảnh hưởng đến thai nhi. Các chủ táo bón cho bà bầu khi mang thai hiệu quả, đem đến cho các mẹ bầu những phương thức trị táo bón tốt nhất, nhằm hạn chế tình trạng táo bón trong suốt thai kỳ, mà vẫn không ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ. Phương pháp chữa táo bón tự nhiên. Mẹ bầu có thể thử vài biện pháp để hạn chế táo bón một cách tự nhiên như dưới đây. Nước chanh, vắt một nửa quả chanh vào ly nước ấm, uống vào buổi sáng. Cách này giúp đường ruột vận hành trơn tru hơn. Bổ sung magie. Mẹ bổ sung đầy đủ magie trong thai kỳ, không chỉ giúp cơ thể đủ chất phát triển, mà còn rất tốt cho ruột, phòng ngừa và chữa trị táo bón hiệu quả. Dưa hấu. Loại quả này chứa nhiều nước, nên ăn nhiều sẽ giúp kích thích đường ruột hoạt động hiệu quả hơn. Hoa quả sấy, nho, mận sấy cũng được xem là những thực phẩm giúp hạn chế tình trạng táo bón. Ngoài ra, mẹ bầu nên ăn nhiều sữa chua giàu lợi khuẩn. Ăn khoai lang chứa rất ít chất béo lại không có cholesterol. Vì thành phần có nhiều chất xơ, nên cả củ và rau khoai lang đều có thể chế biến thành nhiều món ăn, có tác dụng giúp nhuận tràng cho các bà bầu, phòng ngừa bệnh táo bón. Để không ngừng nâng cao chất lượng tư vấn, cũng như đáp ứng tốt hơn nữa các nhu cầu tìm hiểu về sức khỏe của khán thính giả, chúng tôi mong muốn nhận được thông tin phản hồi của quý thính giả. Nếu quý thính giả nào có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp hoặc có những đóng góp nào tốt cho cộng đồng, xin hãy vui lòng di trú vào mục nhận xét phía dưới video này. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi lại quý thính giả trong vòng 24 giờ.